tin khẩn, Linh Mục Đặng Hiệu Nam bị đầu độc, xin cầu nguyện cho sức khỏe của ngài. Thành Long Vlog mến chào cộng đoàn. Cha Đặng Hữu Nam hiện đang mang trong mình hai căn bệnh ung thư quái ác, sức khỏe suy kiệt. Mới đây, thông tin ngài bị đầu độc mà bị ngay tại tòa giám mục khiến nhiều người bàng hoàng, lo lắng. Vậy ai đầu độc ngài? Sao họ lại có thể tàn nhẫn ra tay như vậy? Theo thông tin từ thầy Hùng Trần, một người theo sát diễn biến vụ việc cha Đặng Hiệu Nam chia sẻ. Linh Mục An Tôn Đặng Hiệu Nam từng bị đầu độc. Vào tháng 10 năm 2021, cha An Tôn Đặng Hiệu Nam bị đầu độc nhưng may đã qua khỏi. Lúc đó cha có các biểu hiện bị ngộ độc. Sau đó, ngài được đưa đi bác sĩ. Tại đây bác sĩ nói cha bị đầu độc. Tuy nhiên, cha nói là có thể do cha bị dùng thuốc quá nhiều năm và đủ các loại thuốc nên có thể bị độc tích trữ không. Nhưng bác sĩ cười và lắc đầu phủ nhận và khẳng định là cha bị đầu độc. Điểm đáng nói là lúc đó cha đã bị đưa về giam lỏng ở tòa giám mục Vinh theo lệnh của đức cha. Trong bản tường trình nội dung buổi làm việc công bố quyết định huyền chức, bản thân cha Nam cũng khẳng định mình bị đầu độc. Ngài viết, vào tháng 10 năm 2021, con đi khám và được nghi vấn bị đầu độc. Trong 2 tháng 11 và tháng 12 năm 2021 vừa qua, là thời gian con chữa trị bị đầu độc một cách tích cực. Một trong những hậu quả của việc bị đầu độc là răng vỡ, con cũng phải chữa trị. Đến nay vẫn chưa xong. Thời gian này con không chỉ phải uống thuốc, còn phải tiêm, truyền một ngày 4 đến 5 lần. Phải ăn theo chỉ định của bác sĩ và không đủ sức khỏe để đi đi về về hàng ngày. Càng không thể buổi tối nhờ bác sĩ đến tòa giám mục để tiêm, truyền thuốc cho mình. Việc con chữa bệnh tại gia đình ân nhân này liên tục từ năm 2010 đến nay. Việc bác sĩ là nghĩa tử của con. Việc con bị khủng bố nguy hiểm đến tính mạng khi đi chữa bệnh. Việc gia đình họ tứ đại đồng đường. Việc hàng năm con gửi bà đến năm chú trọ học tại đó. Việc con không còn chỗ nào khác đảm bảo sự an toàn khi chữa bệnh. Việc gia đình họ hàng bị khủng bố khi con đến đó chữa bệnh. Một số giám mục, linh mục, tu sĩ, người dân đến các xứ Yên Đại, Tân Hội, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Phú Yên, Mỹ Khánh. Gia đình Linh Tông và huyền tộc của con, làng xóm Lương cũng như giáo chung quanh gia đình họ cũng như rất nhiều người khác biết đến. Sự việc cha Đặng Hiệu Nam đã đến tại Tòa Thánh Vatican, theo tác giả Ao Làm viết. Bạn có biết, ngày 17 tháng 2 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Jaleski đã gặp Đức cha An Phong và nói với ngài rằng yêu cầu Đức cha gặp cha An Tôn Đặng Hiệu Nam để hai bên giao hòa lại với nhau. Đồng thời, cha hãy khôi phục năng quyền của Linh Mục lại cho cha Nam. Nguồn tin đã kiểm chứng. Năng quyền Linh Mục gồm cử hành thánh lễ, ban phát các bí tích, á bí tích. Nguyện xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ ngài trong lúc nguy khốn. Xin Chúa sáng soi cho sự việc giữa cha An Tôn và Đức Giám mục giáo phận được theo thánh ý Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.